người, come on. Chúng ta đã cùng trải qua được bạn rapper và một rap band giúp chúng ta tập hay với Rap Fest 2012 đến chung kết. Đó, tất cả những cái hình ảnh mà được gửi từ Sài Gòn rồi chúng ta. Còn giờ tôi đang có mặt ở đây tại Twist Symphony, một trong những đêm nhạc đặc biệt của Hip Hop Paradise, một mảnh đất mới của Hip Hop có rất nhiều tài năng nổi tiếng. Và các bạn đã sẵn sàng để đón chào tiết mục đầu tiên chưa? Sẵn sàng chưa? Can I say yeah? Yeah, that's how we do. Let's see it, come on. Yo, what's up? Hey, Sài Gòn Smoke Club the house, eh? Yeah.